Đây này, chắc mát này, quá tuyệt vời. Uầm. Đấy. Nó ăn hàng nó sẽ biết. Tiếp bát này nữa. Đồng như thầy yêu cầu. Dập đi, dập vậy. Dập vậy. Một quả mạnh hay không bố? Có hơn nén đấy. Ui dồi. Ui dồi. Ngọt. Nào, đi ông con. Cả nhà nhìn bát tiết canh đẳng cấp chưa? Đã mồm. Hôm nay con đọc ở đây, cái canh này con đọc ở canh nóng. Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà một buổi sáng rất đẹp trời. Đấy, cứ tiết canh nòng lợn ăn cho rực rỡ. Hôm nay thì nhiều nhân tài, nhân vật lắm. Hôm nay mình làm cái mâm tiết canh nòng lợn để đãi các anh em, các ông con, anh em trong nhà. Các ông con, anh em trong nhà. À, mời cả nhà cùng với lại ông con anh em chú cháu mình gọi là hội tụ tiết canh nha. Hello. Đấy, hôm nay có hai gương mặt, hai cụ ơi. Đấy, giới thiệu cả nhà, đây là gương mặt thân quá thân quen rồi, hai gương mặt này. Đấy, đây là hai ông này, là hai ông của mình, à, em giai của bà già mình đấy, em giai của bà già đang nằm trong nhà kìa. Đấy. Đấy, nhà mình ông này cũng ngót 80 rồi. Đấy, trong những thanh niên là các khán giả đều biết rồi, đây là này là ông út nhà mình đây, là 75 mà giống như là thanh niên rồi, vẫn còn đi công tác xã hội đó. Đấy, ông lại còn hút thuốc mo, thuốc gì thơm như cà phê ấy nhỉ. Già rồi mà cũng cái gì cũng hay. Hai tiểu anh Tâm. Mình cứ giới thiệu này, nhiều anh em, nhiều anh em con cháu ông còn lắm, nhưng mà quay thì hạn chế lắm, tại vì Tết nhất có nhiều bạn cũng bảo là không quay cảnh Tết với cơm Tết, tại vì gia đình Tết, ngày Tết là con cháu nó tập trung nó về, nó không thích quay phim chụp ảnh, thế cho nên là cả nhà xem mình bao nhiêu năm nay, khán giả nào xem nhiều thì biết đấy, có một số cho quay, còn có một số người ta không thích. Thôi nhưng mà đấy, mày mà quấy là tao cút mày đi, tao không vui đâu, hiểu không? Người nhà toàn người quen này đến cứ giữ thế, nó thấy công đến là nó giữ, nó không, nó bắt đầu lại cứ như thường lệ nha cả nhà nhá. Đây, hôm nay này chơi hẳn hai quả chân giò cả nhà. Cho hầm hố. Đấy, luộc bóng húc. Đấy. Mà không thể thiếu được là nước gừng này. Hôm nay mình đánh cả gừng đến hàn rổi nha. Hôm nay các gương mặt hầm hố lắm cả nhà. Thì chân giò cứ luộc cái này đánh cho biển ăn rất ngon. Đây này, đây là hàn rổi cả nhà này. Thì hôm nay luộc chắc chín quá nhỉ. Cứ cho đấy, chín quá. Cả nhà, hôm nay mình vợ mình ra nó lấy sớm mà cho nó lấy hẳn hai quả chân giò. Đấy, cả nhà. Hello, chào cả nhà chứ. Ừ, thế Cảnh đâu? Cháu nó phải đi liên hoan lớp rồi. À, liên hoan lớp à? Ừ, đấy. Hôm nay các dàn diễn viên diễn cũng ra đây hàn rổi đấy, anh khua khoáng gia đình Bùi Tôn với lại bác Phở. Này, hàn rổi cậu ạ, đấy, mấy hạt đây này. Liên vào em ạ. Cái cối hay đấy. Cối đấy, đấy. Huy có chưa? Biết rồi, mỗi cái cối là thích mỗi cối rồi. Gừng gừng này ông này. Tí cho anh nước sôi cho mà xem nhá. Cả nhà thấy mình có cái vòng tròn này không? Với lại hai cái cung tên kia được không? Cung tên ngày xưa là nó không có đâu, bây giờ mình chế theo cái kiểu súng ống cũng đời mới gọi là chế đấy. Đấy, thế là cái biểu tượng này là cái gì? Chắc nhiều người thì biết rồi, còn nhiều người chắc không biết. Bạn nào không biết comment để lại cho mình nha. Đấy, mình cái này cái thời của mình thì có, nhưng thời đổ về đây là không thấy. Cái này chắc nhiều người biết, còn nhiều nơi vẫn đang dùng. Nhưng mà mình bây giờ nó bỏ tại đất nhà nó chặt, nó không còn chỗ vẽ nữa. Rồi. Đấy, đấy là cái o tròn này. Ừ. Có phải không hai ông? Cái thời o tròn này của các ông này. Đấy. Nhưng bây giờ chỉ còn cháu mới hoài cổ cho tái hiện này thôi. Đấy là đầu bếp Xuân này đang này nọ. Đấy, nghiền nhỏ đấy, chọn đấy chú ạ. Chú Xuân đã có hạt rổ chưa anh nhỉ? Ừ. Băm nhỏ cho nó. Để ta đi khu gọi cho Bù Tôn với bác Phần đến thôi, lâu quá. Ờ, chú cho hạt rổ đây. Đấy, cả nhà hôm nay đánh vừa đánh hạt rổi đánh thoải mái chưa? Cả nhà này, một khay bổ chưa? Thơm vớt hạt rổi. Mình sẽ chia cho bác đây nha. Sang năm mới mua lợn má này. Mình sẽ đánh một dàn này. Đấy, và một đĩa kia nữa. Vì hết được bổi nhiều lắm. Nước sôi của mình thì cả nhà biết rồi đúng không? Có ABC về không, hay quá nhỉ. Ừ. Dập thôi. Thôi.
cái kênh ở biển Nguyễn Ngọc. Đấy, cả nhà mình cứ đánh theo thế, cứ lần lượt thôi. Còn nốt cái khay này làm việc đốt cả nhà. Nốt cái khay này. Cái ớt này, cửa nhà cao mà, quá sắc nhiều tiền. Hay. Mới dốc làm phải không? Tí nữa. Cả nhà, bánh cái khay này. Từ già đến trẻ. Nóng, nóng rau thơm lắm quá. Ông này ông khen nóng, khen để cháu nóng rau thơm đấy. Cả nhà thế là đã xong một mâm tuyết canh khổng lồ chưa? Đấy, đọc cả, cả đây nữa, một khay nữa này. À, tiết canh của biển thì cả nhà biết rồi đấy, à, bổ vào chất lượng cuộc sống rồi. Chơi hết mình. Chú Xuân chúng ta mà chơi hết mình luôn. Nhìn nó đã chảy hết cả nước miếng rồi. Ăn cái này là dễ ăn, nó mát ruột cả nhà. Tại rượu bia thịt thà cứ nhậu suốt ngày thì phải ăn cái này. Sợ còn nóng nha cả nhà nhé. Này các thôi thế là mời cả nhà ăn cùng với ông con anh em chú cháu mình nhá. Chào nha. Hôm nay làm mầm tiết canh khổng lồ này tiếp hai xếp tổng này. Mời các ông đấy. Trăm phần trăm mấu lắm nhỉ, 100% luôn. Đúng rồi, anh chóng làm bánh xe lăn đi. Nòng nợn tiết canh ăn cho nó mát ruột. Hôm nay làm gọi là đại hội thì đại tiệc tiết canh tiếp hai ông cậu lâu ngày mới gặp. Nấu lắm miếng này ngon này, rồi ngon thật đấy. Nóng rồi. Ông cứ dìm thoải mái là qua chúng ta qua toàn nhà thôi. Không không sao. Công cứ ăn uống cứ tự nhiên, không không phải là khách sáo như ai cả. Ăn uống cứ xòe tay bốc nhón thoải mái. Riêng kênh của cháu là ăn uống nó phải bốc quá, chia sẻ cuộc sống nó đời thực, nó không phải là văn vở gì cả. Có giấy. Cả nhà nhìn siêu phẩm cái cành khủng khiếp rồi. Đấy, câu chiến cái cành thôi. Nòng mè ăn được cái nào thì ăn nha, còn chủ yếu là cái tiết canh quan trọng. Đấy. Vậy là mà câu là phát tiết canh à? Phát canh này. Quen ấy rực rỡ. Sở tiết canh chứ phải nóng đấy, ông cũng cho đâu. Đẳng cấp chưa? Quá đẳng cấp. Khen cháu khen cả ngày. Chất lượng cao. Hạt giỏi. Ăn tiết được không ạ? Nào kia mời cả nhà nhá. Vâng. Đấy, ông đang mời cả nhà đấy. Này, cậu xem tiết canh được không? Không có tiết nước à? Không có mẹ, đây này trắng bát này quá tuyệt vời. Uầm. Nó ăn hẳn cũng biết biết. Mày đã cào xin cái giấy cháu ơi. Có giấy đấy cậu ơi. Xoay. Có giấy, các ông cứ lấy luôn vạt áo nào cũng được mà. Giấy giết làm gì? À quen rồi. Đừng cứ theo con điện cháu là cứ lấy vạt áo nào cũng sạch. Áo mình mặc cái gì đâu mà. Ôi trời ơi. Kiểu đấy là sống nó kiểu giả tạo lắm. Không phải chấm nhẹ nhàng, chấm lên ngang trước. Sống là sống thật, lấy tay lau nhẹ phát ra mồm, thay giấy. Chấm mạnh nó bị xước mất. Chấm mạnh xước mất. Xước mép mà. Giấy bây giờ người ta làm nó xước mép. Chấm mạnh nó xước mất. Đấy, ăn em. Nâng lên hạ xuống ít ít thôi, còn chủ yếu ăn hay không uống. Chủ yếu phải ăn đây. Ăn hết đi xong rồi phá tiết canh thôi. Nòng cái nào ăn được cái nào không bỏ lại được. Không sao, cậu cứ ngồi im đi. Ăn hết luôn. Vâng, chặt một tí nữa ông. Ngồi chơi. Để chấm thôi, để dưới cũng được. Bác ngồi đây bác bảo cháu cái canh. Chấm lên chua. Thế đỡ phải mới. Chắc chanh nào, bắt nhiều chanh nào. Ui trời đồng quá han này. Bóp hắn quá ngon là vừa bạn. Đấy từ từ. Mời cả nhà yêu thử cho món đi canh. Mời cả nhà yêu ấy. Để bá đi canh.
ăn bỏng đây lên xong ăn tiếp bát này nữa. Đồng như thầy yêu cầu. Dập đi, dập bệnh. Dập bệnh. Bước mạnh mạnh đây cơ bố, phùng má dạy má đây coi. Có ớt đấy cậu ơi, ớt tươi đấy. Ớt tươi cắn bỏ mai không có thích con chán ớt tươi này, lấy ớt muối. Ớt nén. À, cũng chanh hành tỏi ớt cả. Thứ 10 nhỉ. Nếu mà ớt nén bác này cho mấy quả đây. Có ớt nén đấy. Úi giời ơi. Úi giời. Ngọt. Nào thì ông con làm phát nữa đi. Úi giời, ông còn lại làm phát nữa. À, mời ông đây. Đầu tuần mùi mới là coi này. Ông con ớt nén rồi, bảo nhà cháu lấy cho. Có vài bác. Chuyện đâu? Bốc ít ớt nén lên này ngay. Ăn ớt nén ngon chứ. Mời cả nhà. Ông còn ăn đấy. Keng. Có cái bát con nước chấm đấy, xúc một ít ớt nén lên này. Mời cả nhà này. Mình phải chơi thêm... gấu tỏi nữa. Gấu tỏi à? Ừ. Tỏi ngâm giấm đấy. Okay. Ăn đấy. Ăn rất tốt cho sức khỏe đấy. Ăn tiêu hóa tốt. Chúng ta ăn đâu mà bán đêm ăn hướng mồm. Cả nhà nhìn bát tiết canh đẳng cấp chưa? Đã mồm. Hôm nay là con đậu đấy, trọng năng cái canh này cũng đậu này. Tiết canh nóng. Nóng bổ. Vừa giòn vừa tươi. Mình thèm lắm cả nhà nhưng vẫn phải trách nhiệm là phải quay phim. Thì mình đã rồi. Ăn mới sướng rồi. Thằng này ăn nghe có vẻ nhỏ nhẹ quá. Xúc cái miếng là to, oằm quá. Ăn nhỏ nhẹ. Quẹt quá. Mời cả nhà nhá. Đấy, ui rồi đây. Kí rồi. Để nữa đi. Ôi, cậu để các bác đi. Đấy, cái gì không san là nó đâu với. Để toàn tay dài. Thôi để. Thế để cái bát sang bên này. Mọc rồi. Đấy, đây là ớt nén đấy cả nhà. Làm mưa rau đầu xuân đi. Làm mưa rau đầu xuân cho nó vô. Chỉ có bác biển ấy có. Mà chỉ có xanh mới làm thôi cậu ạ, già không làm đâu, à, non không làm đâu, non quá không làm được, già quá nó chín cũng không làm được. Đây là một bánh tẻ. Bánh tẻ ăn dễ. Đấy, chả ca này hết là các con cháu, nó cứ nằm, ăn nằm. Ô nhà nhà này tất cả một bát trừ con mẹ ra. Bán nữa đi. Bán nữa nha. Tất cả nhà một bát đi chấm phải nó đẳng cấp luôn, bát chấm phải sao luôn nó làm mà còn bắc biển thì nhiều khi phải chừa. Thế mà vẫn ăn được hết. Quả ớt đâu anh em. Ớt nén này bên sang này năm thứ hai nhỉ. Ăn thơm lắm. Phải ăn thơm mà nó thì ớt tươi thì cũng được nhưng mà ta hát. Nên cả nhà ớt nén của mình đúng là nọ đúng năm thứ hai là vẫn dân gieo này khô rong toàn đúng nào của bác ấy. Đấy quằm vàng chứng nguyên muối hột các bạn ạ, rửa ớt để sạch để ráo đi xong rồi là cho muối như kiểu nén cà các cậu ngày xưa nén cà làm thế không nguyên muối không rồi. Xong rồi để trong tủ lạnh nhưng mà ớt mà chọn được ớt tầm nào chứ còn ớt non quá nó chết đấy. Đấy. Đấy, mời cả nhà nhá. Xin chào. Cái xin chào. Hôm nay cà phê. Mình cắm máy một chỗ để diễn thôi cả nhà, không có thèm quá thấy không? Các anh các em cháu thèm quá. Cảm ơn để chậm chậm tí nữa cho camera nhích nhỉ. Vâng. Mời các ông nhá. Các ông uống được bao nhiêu uống nhá, còn ai hết được hết à. À. Ừ,
mời cả nhà nhá. Hôm nay làm mà mầm đại tiền tiết canh để tiếp hai chủ tịch, hai chức tổng đến. Ừ, năm con mèo đẹp đấy. Quay. Ôi đã rồi, đã điểm sướng thế. Ok. Đồng hồi này. Quất tay quất chiếc vào chưa? Bác rồi đấy, bác quất tay chưa? Đúng rồi. Rồi hôm nay làm cho hai có ớt thì vào. Ấm bác rồi, nóng rồi ngay, còn chưa cởi áo ạ. Ăn phải ăn ướt nhưng phải cởi áo lên. Này cả nhà xanh này. 80 rồi. 80 rồi. Làm hai có ớt vào nhà. Ớt nén này. Khô giòn này cả nhà nhé. Mình cứ quảng cáo không phải quảng cáo, mình giới thiệu để anh em là làm ăn được cay thì cùng chí hướng ăn cay thì để làm thôi. Có nhiều ông là ông cũng hay uống riêng chút sâm gái nhỉ. Quay một gái nào. Rồi bạn mời cả nhà. Mời cả nhà nhá. Xin phép các ông nhé, mời riêng chút sâm một gái. 50 nhỉ. Hết nhỉ. Đúng rồi, hết rồi. Đầu xuân rồi hết. Tắt đỏ đi đâu. Quay đầu xuân đi. Về đây 50. Ui giời ơi. Đã tiếp vào mất trời. Đúng rồi, nó nói rồi. Mình có 200 lạng nữa. Còn đầu quên nhớ đúng không? Trước cái năm 92, 93 có cái bài đấy bán trong rồi. Tham rồi, nó kích. Đó là mua về ngâm để cho bóp, rồi đấy. Này tối nó đổ số bóp ra. Nếu mà anh ngâm với cái kia đổ số bóp ra nó không đảo. Bóng gần nó biết cái bóp rồi, đè đến cái bóp. Mạnh là đỡ, không biết từ đâu. Mình cứ nặng giúp bây giờ thì nó nên cứ ông nào cũng khen ngon, ông nào khen đẹp, nó nặng giúp cũng nên bằng vàng ấy. Cái đường dạ rồi. Mạnh nuôi bò. Mãi khoái rồi. Nuôi bò cái xưa đấy, nuôi bò ấy, cho ăn. Bây giờ mất cho chó bây giờ. Bây giờ đặt nổi mắt rồi, đặt nổi mắt. Chết cái bồn của ông. Đặt nổi thì nó phải có tiền. Thôi, tôi mua về cho chó. Hóa ra mình về ăn vậy giờ. Bây giờ là mình ăn. Mình nói đảm. Cả nhà. Trước đó người ta chỉ thèm thịt bắp thịt gì cái đuôi thế này để bán thế này. Cái đuôi là cái bướm cái chim này bán cái tắc này. Bướm bò. Mấy bà nhà nhá. Mấy bà tôm nhá. Mấy bà tôm nhá. Chim xếp bây giờ đắt. Thịt bắp của nó đen ngắt ngắt. Bắp tôm là cái kèn cái này. Cái này có mà ăn đấy, cái cây này ngon ăn thế nào? Ông cú bắt nữa đi, cú bắt đấy, cú hoàng vắt nhỉ? Hoàng hoàng cái ăn mát rồi, mai cốt này mỗi người mỗi công mỗi việc. Người đóng này hết lắm, thế là ăn này quá lại. Sao cứ làm những cái cây này đúng rồi. Đất nhất của đất. Nhưng mà hôm nay thiếu mất hai diễn viên nhỏ. Hai diễn viên nhỏ nhà Bùi Tôn. Bạn hôm nay mở máy đi chơi vậy. Mời cả nhà nhá. Đấy, anh em hôm con cứ ngồi uống rượu chém gió là vui, ôn lại chuyện xưa nói giả đấy mà cũng gái reo cũng giả. 75, 78 rồi vẫn còn đấy. Thỉnh thoảng mà xin số điện thoại để bán tài khoản kiếp. Cũng số tài khoản kiếp người. Ông là gái đầu. Ông là sao xin số điện thoại bán tài khoản không? Thế sao mà chồng đang thân cận như thế? Biết đặt cấp công rồi mà. Tài khoản liên tục. Cứ đảm số tài khoản đảm người này cũng khỏe lắm, nhưng mẫu hai bác này khỏe cũng cứ được ngoài 50 cá thì nó rộng lại cầm to đâu biết không đẹp. Ngoài 50 là gì rồi anh nhỉ? Là được cái rượu và bay bay này, bia rượu bay bay ra loạn ra lên quán ngồi ngồi loạn lên cho là chồng con nó cái cạnh em cho anh số điện thoại cái này nọ mạnh lắm.
Không, thế nào. Nó đang xúc vô hồn luôn nhìn. Nó chén đầu cái vô. Đắn cái vô thế là cái đúng rồi. Cái đấy là cái cảnh báo để mà xa thôi, cũng vẫn lỗi phải đến. Riêng cậu thì cũng không lỗi thế. Rất tiên nhị đảm bảo không có đảm bảo. Nó thích thì là đến. Lấy thế không làm thì không muốn. Thế từ năm không đợi. Thế cháu làm về cái nghề gì? Nào, làm chén ở nhà cho vui nhở? Ôi, mày hết nhá. Ôi, mắn. À, mắn đi. Hai, ba, rơi. Ôi, hai, ba, rơi. Đấy, cả nhà, thế là mình cũng chia sẻ hôm nay là bữa mâm tiết canh khổng lồ, đại tiên tiết canh để tiếp hai xếp tổng lên chơi. Đấy, cùng anh em, tức là ngày tức là như thế thôi, video nó cũng dài, nó có thời lượng. Xin kết thúc video này nha. Mỗi lần xem cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hẹn cả nhà đến sau. Chào cả nhà nhé. Yêu cả nhà rất nhiều. Hẹn clip tiếp theo.